Còn tại tỉnh Bình Dương, ngành y tế của tỉnh này vừa cho biết ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 tử vong. Như vậy là tỉnh Bình Dương hiện có 6 ca tử vong trong đợt dịch lần thứ tư này và vẫn còn có 48 người có diễn biến nặng. Sáng nay 18 tháng 7, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương thông tin trong ngày 17 tháng 7, địa phương ghi nhận thêm 405 ca mắc COVID-19. Đồng thời cho hay địa phương này vừa ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong do COVID-19. Trường hợp 1, bệnh nhân nữ sinh năm 1970, cách ly tập trung tại Hòa Lợi. Trường hợp 2, bệnh nhân là nam, sinh năm 1996, điều trị tại Trung tâm Y tế Tân Uyên, chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tính từ đợt dịch thứ tư, Bình Dương ghi nhận 2.580 ca mắc COVID-19, 6 trường hợp tử vong. Hiện tại có 9 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với 2.947 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó có 40 phụ nữ mang thai, 29 người trên 65 tuổi, 74 người có bệnh lý nền, 48 người có diễn biến nặng. Lũy kế có 112 bệnh nhân được xuất viện.